Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Lầu Năm Góc đang cân nhắc xem có nên giải ngân khoản viện trợ quân sự cuối cùng để hỗ trợ Ukraine trong xung đột với Nga hay không. Giữa bối cảnh Quốc hội Mỹ chưa chắc đồng ý cấp thêm viện trợ bổ sung cho Kiev. Đó là tuyên bố của nhiều quan chức quốc phòng đã nói chuyện với CNN. Báo cáo cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn còn khoảng 4 tỷ đô la Mỹ trong quỹ thuộc quyền điều chỉnh nguồn lực của Tổng thống PDA dành cho Ukraine. Quỹ này cho phép lầu năm góc gửi thiết bị quân sự tới Kiev từ kho dự trữ của mình mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ. Lầu năm góc trước này thường tránh giải ngân những khoản tiền cuối cùng trước khi Quốc hội Mỹ đảm bảo sẽ hoàn lại chúng thông qua ngân sách viện trợ mới. Vì kho dự trữ hao hụt không được bổ sung kịp thời sẽ ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, hiện Quốc hội Mỹ vẫn chưa đạt được sự nhất trí để thông qua khoản viện trợ bổ sung trị giá 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine theo đề xuất của Tổng thống Biden năm ngoái. Các quan chức quốc phòng Mỹ nhấn mạnh vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra. Tuy nhiên, họ cho biết các cuộc thảo luận về lựa chọn đó và các kế hoạch B tiềm năng khác ngày càng trở nên cấp thiết trong vài tuần qua, khi tình hình trên chiến trường Ukraine trở nên tồi tệ hơn. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết khoảng 50% viện trợ quân sự của phương Tây cho Kiev được chuyển giao muộn hơn so với cam kết, ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ của Kiev trước các cuộc tấn công của Nga. Ông Umerov nói tại một diễn đàn về hai năm xung đột Nga-Ukraine: "Hiện tại, cam kết không có nghĩa là sẽ được thực hiện. 50% cam kết không được thực hiện đúng thời hạn. Liên minh châu Âu EU thừa nhận họ sẽ không thể hoàn thành kế hoạch cung cấp hơn một triệu quả đạn pháo cho Ukraine vào tháng 3. Thay vào đó, EU hy vọng sẽ hoàn thành việc bàn giao vào cuối năm nay." Bộ trưởng Umerov cho rằng sự chậm trễ như vậy khiến Ukraine gặp nhiều bất lợi hơn nữa trong tính toán xung đột trước Nga. Theo ông, việc viện trợ bị trì hoãn đồng nghĩa với việc Kiev sẽ mất người, mất lãnh thổ, đặc biệt là với ưu thế chân không của Nga. Tuy nhiên, khi giao tranh giữa Nga và Ukraine bước sang năm thứ ba, đại tá Mỹ đã về hưu Joe Puccino, cựu giám đốc truyền thông tại Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ bình luận rằng không có con đường nào để Ukraine giành chiến thắng trong xung đột này. Sự hỗ trợ của Mỹ cũng sẽ không thay đổi được thực tế nghiệt ngã này. Thực tế sau 2 năm, không có con đường dẫn đến chiến thắng cho Ukraine, đại tá Buxino tuyên bố. Sau khi quân đội Ukraine bỏ rơi Adipka, gần như mọi lợi thế giờ đây đã thuộc về phía Nga. Việc chiếm giữ Adipka không làm thay đổi đáng kể xung đột, nhưng nó làm thay đổi động lực. Moscow có thể được đà tung số lượng lớn binh sĩ, xe tăng, pháo binh và máy bay không người lái vào tiền tuyến. Tấn công lực lượng Ukraine đang kiệt sức cho đến khi họ tan vỡ. Theo đại tá Mỹ, điều tốt nhất Ukraine có thể làm lúc này là đấu tranh với Nga để đạt được một giải pháp thương lượng cho phép nước này giữ được chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh. Nhưng ngay cả những điều khoản này bây giờ có vẻ không thực tế. Theo báo Anh Guardian, Tư lệnh quân đội Anh, đô đốc Tony Radakin, vừa qua nói Ukraine vẫn thiếu đạn dược, ở vào thế yếu trong nhiều tháng tới, cho đến khi phương Tây thống nhất các bước nhằm đẩy mạnh hỗ trợ Kiev. Phát biểu tại một hội nghị ở London Anh. Ông Radakin nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường sản xuất công nghiệp nhằm hỗ trợ Ukraine. Tư lệnh quân đội Anh nói Ukraine đang gặp khó khăn ở tiền tuyến do thiếu vũ khí, đạn dược. Ông Radakin nói các đồng minh NATO đã thảo luận về cách đẩy mạnh hỗ trợ Ukraine. Các tuyên bố đáng chú ý có thể được đưa ra trong hội nghị NATO diễn ra ở Washington DC vào tháng 7 năm 2024. Giao tranh ác liệt đang diễn ra trên khắp tiền tuyến, không chỉ ở các khu vực gần Adipka mà cả ở phía đông Bắc Mút, gồm hai ngôi làng Ivanivske và Budanivka. Tình hình ở thị trấn Chasovka cách xa hơn một chút cũng hết sức căng thẳng, quân đội Ukraine cho biết. Ông Radakin kết luận, tôi nghĩ tình trạng khó khăn như vậy đối với Ukraine có thể kéo dài ít nhất trong nhiều tháng tới. Thời điểm sớm nhất Ukraine có thể phản công là vào cuối mùa hè năm nay, hoặc nếu không thì phải sang năm sau. Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc của Ukraine, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nói đến ý tưởng được quân đội Ukraine nhưng tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và một số lãnh đạo các nước thành viên NATO, trong đó có Đức, Cộng hòa Séc và Ba Lan, đã nhanh chóng bác bỏ đề xuất được quân tới Ukraine của Tổng thống Pháp. Tuy nhiên, nhiều tài liệu khẳng định vẫn có sự hiện diện của binh lính phương Tây dưới vỏ bọc tình nguyện viên quốc tế. Thông đài RT trên thực tế thì từ khi chiến sự Ukraine bùng nổ hôm 24 tháng 2 năm 2022, đến nay ngay thường xuyên công bố việc tấn công nhắm vào lính tư nhân ngoại quốc tham chiến tại Ukraine. Hồi tháng 1. Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố đã loại bỏ hơn 60 binh sĩ nước ngoài trong một cuộc tấn công bằng tên lửa, hầu hết trong số đó là người nói tiếng Pháp. Không lâu sau đó, lãnh đạo chính quyền Ukraine tại địa phương xác nhận có 2 người chết và 3 người bị thương là tình nguyện viên người Pháp. Bộ Quốc phòng sau đó công khai phủ nhận sự hiện diện của binh sĩ nước này tại Ukraine, song cũng thừa nhận có nhiều công dân Pháp đã tình nguyện đầu quân cho quân đội Kiev. Xa hơn nữa, hồi tháng 12 năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khẳng định nước này đã loại bỏ 5.800 tình nguyện viên quốc tế của Ukraine trong gần 2 năm tham chiến, hầu hết trong số đó đến từ Ba Lan, Mỹ và Anh. Bên cạnh đó, trong loạt tài liệu mật của Bộ Quốc phòng Mỹ bị dò dì hồi tháng 3 năm 2023, có nhiều văn bản khẳng định sự hiện diện của đặc nhiệm Anh, Pháp, Mỹ trên chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, đến nay, cả ba nước trên đều chưa xác nhận hay phủ nhận thông tin nêu trong các tài liệu trên. Tờ Ivestia của Nga ngày 27 tháng 2 Dẫn các nguồn thạo tin cho biết, quân đội Nga đã tiến hành các cuộc thử nghiệm với tổ hợp phòng không S-500 nhằm đánh giá khả năng bắn hạ mục tiêu siêu vật âm. Hệ thống này đã chứng minh được năng lực bám bắt và phá hủy các vật thể dạng này và cho biết thêm rằng các cuộc thử nghiệm được tiến hành theo nhiều giai đoạn. Vũ khí siêu vật âm có tốc độ rất cao, khiến chúng khó bị phát hiện từ xa và chỉ xuất hiện trên radar khi đã đến rất gần, khiến các tổ hợp phòng không có rất ít thời gian phản ứng. Báo Nga cho hay Điều này khiến kết quả mà hệ thống S500 đạt được trong các cuộc thử nghiệm trở nên có giá trị hơn. Dmitry Konev, biên tập viên của trang tin Military Russia cho biết, năng lực này giúp S500 có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa do đầu đạn của nó bay với tốc độ siêu vật âm trong giai đoạn hồi quyển. Ngoài ra, nó còn có thể bắn hạ các loại tên lửa dẫn đường tầm ngắn, cũng như phối hợp với tổ hợp đời cũ S400 tạo ra trận địa phòng không để ứng phó với nhiều mối đe dọa khác nhau. Konev nhấn mạnh, S500 có thể bắn rơi mọi loại tên lửa. Hệ thống phòng không S-500 được phát triển bởi tập đoàn quốc phòng Anmas Antay của Nga nhằm thay thế các lá chắn tên lửa đạn đạo A-135 cũ kỹ trong biên chế quân đội nước này. Thực tế, hai năm sau khi Nga phát động kế hoạch quân sự ở Ukraine, các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã thất bại trong nhiệm vụ quan trọng nhất, bẻ gãy ngành công nghiệp quốc phòng của Nga. Các quan chức và chuyên gia phương Tây cho rằng các lệnh trừng phạt tài chính, kinh tế, quân sự và năng lượng áp đặt lên Nga kể từ tháng 2 năm 2022 đã gây tổn hại cho nền kinh tế và năng lực sản xuất vũ khí của Nga đồng thời sẽ gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho Moscow trong những năm tới. Nhưng họ thừa nhận những biện pháp hạn chế đã tác động chậm hơn kỳ vọng. Đối với Nga, việc né tránh các lệnh trừng phạt đã trở thành ưu tiên hàng đầu. Nga đã sử dụng các công ty bình phong và các nước láng giềng để mua linh kiện sử dụng trong xung đột. Nhà nghiên cứu cấp cao tại viện Rossi có trụ sở tại London Anh, ông Justin Brock cho rằng các lệnh trừng phạt đã buộc Nga phải sử dụng tới cả những vũ khí cũ lấy từ trong kho thay vì những phương tiện hiện đại mà họ sản xuất trước cuộc xung đột những hạn chế cũng đang cản trở khả năng chiến đấu vào ban đêm của quân đội Nga, vốn phụ thuộc vào công nghệ phương Tây. Nhưng Nga vẫn tiếp cận được vi mạch của phương Tây, thành phần quan trọng để sản xuất tên lửa, mặc dù với giá cao hơn trước đây. Moscow cũng có thể tìm được nguồn hàng từ quốc gia khác. Có một dấu hỏi lớn về kho phụ tùng thay thế dành cho các máy bay ném bom và máy bay chiến đấu của Nga. Một nghiên cứu của trường kinh tế Kiev công bố hồi tháng 1 năm 2024 cho thấy khoảng 95% trong số 2.800 thành phần nước ngoài được tìm thấy trong vũ khí Nga trên chiến trường kể từ khi xung đột bắt đầu là của phương Tây, hơn 70% đến từ các công ty Mỹ. Trong một số ít trường hợp, Nga mua linh kiện từ các nhà cung cấp phương Tây, sự bất đồng với các lệnh trừng phạt ở châu Âu đã giúp Moscow duy trì nguồn cung cấp quan trọng. Trong khi đó, điện Kremlin đang thiết lập một nền kinh tế thời chiến toàn diện. Nga đã tăng ngân sách quân sự lên gần 70% trong năm nay, lên mức kỷ lục hơn 100 tỷ đô la Mỹ thời hậu Xô Viết. Theo dữ liệu chính thức, GDP của Nga tăng 3,6% vào năm 2023, vượt mức trung bình trên thế giới tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên toàn cầu là 3%, trong khi tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước phát triển chỉ là 1,5%. Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo mức tăng trưởng GDP của Nga trong năm 2024 là 2,6%. Phần lớn sự tăng trưởng của nền kinh tế Nga là nhờ việc chính phủ nước này chi tiêu mạnh cho các ngành công nghiệp, phục vụ cho kế hoạch quân sự và các biện pháp kích thích tài chính nhằm xoa dịu người dân trong nước. SF thông tin, trực thăng của Nga tiếp tục tấn công lực lượng Ukraine bằng tên lửa bách phát bách trúng Isdelia 305. Các video ghi lại cuộc tấn công bằng loại tên lửa tiên tiến này đã được nhiều nguồn tin tức khác nhau của Nga công bố từ ngày 4 tháng 2 đến ngày 28 tháng 2. Bốn trong số các cuộc tấn công bằng tên lửa Isdelia 305 là nhằm vào các vị trí của Ukraine ở khu vực định cư Malinovka thuộc vùng Zaporizhia. Một trong những mục tiêu là vị trí được lực lượng Ukraine sử dụng làm trung tâm liên lạc. Một thiết bị đầu cuối Internet vệ tinh Starlink đã được lắp đặt ở vị trí này, hai cuộc không kích khác nhằm vào một trung tâm chỉ huy và kiểm soát ở khu định cư Tonenkoye. Một vị trí tiền phương của lực lượng Kiev ở phía đông khu định cư Orbitne thuộc khu vực Donetsk cũng là mục tiêu bị tấn công. Tên lửa Isdelia 305 được Cục Thiết kế Cơ khí Kolomna phát triển cho các máy bay trực thăng tấn công Mi-28NM và K-52M nâng cấp. Nó cũng có thể được phóng từ trực thăng của lực lượng đặc biệt Mi-8MNP-2. Isdelia 305 được biết đến là tên lửa hạng nhẹ đa năng do cục cơ khí thiết kế Columna phát triển và sản xuất, được dùng để tấn công các tòa nhà, công trình, thiết bị bọc thép, tổ hợp phòng không và các mục tiêu khác của đối phương. Isdelia 305 được thiết kế với thân hình trụ, phần đầu trong suốt, phía thân trên tên lửa có cánh lái hình chữ X, phần đuôi là cánh ổn định thiết kế tương tự. Chiều dài của tên lửa không quá 2m, đường kính thân 200mm, trọng lượng phóng 105kg. Trong đó, đầu nổ phá mảnh có khối lượng 25kg, Tên lửa đạt tầm bắn tối đa 14,5 km, tốc độ hơn 800 km/h. Tùy thuộc vào độ cao phóng, tên lửa bay trên độ cao hành trình biến đổi từ 100 đến 600 m. Giai đoạn cuối, tên lửa lao xuống mục tiêu. Tên lửa Isdelia 305 có thể được sử dụng ở hai chế độ khác nhau. Ở chế độ thứ nhất, mục tiêu được người điều khiển đánh dấu trước khi phóng và trực thăng tác chiến có thể quay đi ngay sau khi phóng tên lửa. Ở chế độ thứ hai, tên lửa được phóng mà không khóa mục tiêu. Đầu tiên, tên lửa được phóng đi, sau đó sử dụng hướng dẫn quán tính với định vị vệ tinh để điều chỉnh. Hình ảnh từ thiết bị tìm kiếm sẽ được chuyển trở lại trực thăng thông qua hệ thống liên kết dữ liệu. Được đặt tên là as người điều khiển có thể chọn mục tiêu và thay đổi mục tiêu trong khi tên lửa đang bay về phía khu vực của nó. Trong tên lửa Isdelia 305 lắp đặt một thiết bị dò tìm quang ảnh nhiệt 9B-7755 do Viện ZAO-MNTI ở Moscow phát triển. Hệ thống định vị bao gồm một máy điều khiển tự động quán tính, thiết bị đo độ cao bằng vô tuyến, bộ định vị vệ tinh BNAP305 với anten trên đầu tên lửa. Với tầm bắn xa, trực thăng có thể thực hiện các đợt tấn công mà không đi vào vùng hỏa lực của đối phương.